Mâu thuẫn náo loạn và cắt lái, ông chú đi ngược chiều không được nên dùng ghế để nói chuyện. Ngày 8 tháng 11, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một người liên tục chửi tấn công nhóm người đồng phục xanh lá. Theo tìm hiểu, sự việc clip này ghi lại xảy ra lúc hơn 16 giờ chiều ngày 4 tháng 11 tại bến phà cắt lái xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Những người bị tấn công là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong. Theo nội dung clip, một người đàn ông ngồi trên xe máy chở theo thùng hàng lớn phía sau. Người còn lại tới đẩy thanh gác xoát vé để xe máy chạy qua nhưng không được. Sau đó hai người này xuống xe, áp sát dùng tay, ghế đánh vào lưng, đầu của một số nam nhân viên soát vé. Tiếp đó họ chửi bới làm náo loạn cả bến phà cắt lái trước khi được can ngăn. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp quản lý phà cắt lái cho biết, thời điểm trên hai người đàn ông đi ngược chiều nhưng nhân viên yêu cầu quay lại. Họ không chấp hành rồi xảy ra cự cãi dẫn đến sự việc trên. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.